Em đại diện cho nhóm 2 trình bày bài thuyết trình hôm nay. Nhóm gồm có bạn em Lê Thành Nam là trưởng nhóm, Trần Văn Hậu, Lê Xuân Hiếu, Bùi Đức Đạt và Hà Mạnh Quang. Ok. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu tới tất cả các bạn một chủ điểm ngữ pháp rất quan trọng của môn tiếng Anh. Đó là article, mạo từ. Mọi người đều biết mạo từ được sử dụng trong rất nhiều trong tiếng Anh, từ các bài thi nói, thi viết cho tới việc giao tiếp bằng tiếng Anh. Và nhiệm vụ của mình ngày hôm nay chính là giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về mạo từ, một chủ điểm ngữ pháp rất quan trọng mà mỗi chúng ta cần phải nắm rõ để có thể tự tin hơn vào những kỳ thi sắp tới. Bài thuyết trình của chúng mình hôm nay sẽ có màu xanh lá nổi bật. Đó là màu xanh đại diện của thiên nhiên cây cối, màu sắc tượng trưng cho sự phát triển, sinh sôi. Nó là màu xanh của hy vọng. Màu xanh có thể khiến chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn vào. Chúng ta sẽ vào chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là mạo từ. Vậy mạo từ là gì? Mạo từ là những từ đứng trước danh từ để bổ sung nghĩa cho danh từ, và đó là các từ ơ, ân và dơ. Chúng ta sẽ bắt đầu với ơ và ân trước. Ơ đứng trước danh từ đếm được bắt đầu là phụ âm. Ví dụ như a book, một cuốn sách. Từ book bắt đầu bằng chữ B, đó là phụ âm. Ân sẽ đứng trước danh từ đếm được bắt đầu bằng nguyên âm. Ví dụ ân apple, một quả táo. Apple bắt đầu bằng chữ ơ. Ơ là một trong năm nguyên âm cơ bản của tiếng Anh, gồm có A, I, E, O, U. Chúng ta có thể nhớ các nguyên âm bằng cách ghép các từ đấy thành một từ uể oải. Từ đấy sẽ ghi nhớ từ đấy sẽ giúp chúng ta ghi nhớ được nguyên âm. Chúng ta có các cách sử dụng ơ ân như sau. Ân sẽ được dùng khi nó đứng trước các danh từ đếm được số ít. Như lúc này lấy ví dụ là ơ book, một cuốn sách. Ơ ân có thể khái quát, không ám chỉ một đối tượng cụ thể. Ví dụ như a bone arrow, một quả bóng tròn. Ân sẽ dùng để nói các phân số. Ví dụ như a one third là để nói về số 1/3. Hoặc ân cũng phải chỉ dùng để chỉ một số lượng nhất định. Ví dụ như a lot of và a dozen. Bên cạnh các trường hợp dùng được của ân, ta cũng có trường hợp zero. Đó là không dùng. Ơ ân sẽ không dùng khi nó đi cùng với danh từ số nhiều, bởi vì ơ ân là một nên nó sẽ không đi với các danh từ số nhiều, và ơ ân cũng sẽ không đi với các danh từ không đếm được. Tiếp theo chúng ta sẽ là phần mạo từ dơ. Đây là một phần rất khó bởi nó có nhiều trường hợp ngoại lệ và phải có khả năng cảm nhận ngôn ngữ tốt ta mới có thể sử dụng thành thạo được. Dơ sẽ dùng khi vật thể là duy nhất, ví dụ như dơ săn, dơ si, mặt trời và biển, vân vân. Đó là những thứ chỉ có tồn tại duy nhất, không có đến cái thứ thứ hai. Dơ cũng có thể đi với các danh từ mới được đề cập. Ví dụ như I saw a cat, the cat ran away. Tôi nhìn thấy một con mèo và con mèo chạy đi. Nó đề cập đến một con mèo. Và dơ cũng thể đi với danh từ chỉ một vật cụ thể. Ví dụ, please give me the dictionary. Làm ơn đưa tôi cuốn từ điển. Cuốn từ điển ở đây nó là chỉ một tên, một vật cụ thể. Nó không phải là một thứ chung chung như cuốn sách nào đó. Cho nên dictionary sẽ đi cùng với the. The có thể đứng trước first, second, only, vân vân. Đó là đứng thứ nhất, đó là thứ nhất, thứ hai hoặc là duy nhất. Chúng ta có thể sử dụng the với danh từ số ít tượng trưng như nhóm loài. Ví dụ như the bear in danger of becoming extinct. Gấu có nguy cơ tuyệt chủng. Từ tuyệt chủng có thể chỉ là con gấu đã, chỉ còn số lượng ít. Chính vì vậy gấu cũng phải đi cùng với dơ. Cuối cùng dơ phải đi với danh từ chỉ tên riêng, biển, sông, quần đảo, như the Pacific, the ocean và the lake. Sau khi đi qua phần dơ dùng được của dơ, chúng ta sẽ đến phần zero của dơ. Đó là trường hợp không dùng. Khi nào dơ sẽ không thể đi cùng với tên các bữa ăn, không thể đi cùng với tên các quốc gia, châu lục, núi, hồ, đường, vân vân, các tên riêng. Đó, ví dụ như là Việt Nam sẽ không ý với dơ.
the cũng có không thể đi cùng với danh từ chỉ nghĩa chung. Ví dụ như I don't like a cake, đó là tôi không thích chiếc bánh. Bánh ở đây chỉ là cái chỉ chung chung, chúng ta không phải biết được rõ là bánh nào với bánh nào. Chính vì vậy, cake sẽ không đi được với the. Ở trên bài thuyết trình của bọn em có vẽ một quyển sách và một chiếc máy bay. Nó chính là hai hình ảnh tượng trưng cho thông điệp, đó là nếu mà chúng ta chăm chỉ học tập cày cuốc thì nhất định chúng ta sẽ giống chiếc máy bay xé gió tiến về phía trước. Và phần thuyết trình của bọn em của nhóm 2 đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe. Chúc mọi người có một ngày may mắn, vui vẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người. À, xin cảm ơn nhóm 2. Cũng chuẩn bị khá là tốt, chú đáo, nội dung thì chính xác, khoa học. Người thuyết trình thì cũng rất là lịch sự, lịch thiệp, rất tốt, xin cảm ơn. Xin mời nhóm 4. Em thầy nhóm 4 đây ạ. Đầu tiên em xin chào thầy giáo và các bạn 12-3 trong phòng Zoom. Thì hôm nay em thay mặt cho nhóm 4 xin trình bày về một nội dung rất quan trọng để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, đó là cuộc thi Trung học phổ thông quốc gia. Đó là phần gieo ly sần cu sỉ, đó là mệnh đề quan hệ ạ. Thì thường ngày chúng ta khi làm bài tập chúng ta vẫn hay thường sử dụng nó, nhưng chúng ta đã hiểu hết về cách sử dụng và ý nghĩa của từng mệnh đề quan hệ chưa? Thì hôm nay nhóm em gồm 5 người, đó là đầu tiên là em Đỗ Quốc Tuấn, sau đó là bạn Lưu Thị Ngân làm trưởng nhóm, bạn Cao Hồng Nhung, bạn Nguyễn Thí Thịnh và bạn Nguyễn Thanh Tùng sẽ cho mọi người hiểu rõ hơn về từng mệnh đề quan hệ. Thì đầu tiên chúng ta đến với mệnh đề quan hệ who ạ. Mệnh đề quan hệ who dùng để thay thế cho danh từ chỉ người và đứng làm danh từ trong câu ạ. Mệnh đề đứng sau chủ ngữ và đứng trước một động từ. Chúng ta nhóm em đã chuẩn bị một ví dụ để cho mọi người hiểu rõ hơn về mệnh đề quan hệ who ạ. Đó là he is a person who teacher you must, có nghĩa là anh ấy là người thầy dạy toán của tôi ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mệnh đề quan hệ whom ạ. Mệnh đề quan hệ whom được dùng để thay thế cho danh từ chỉ người và đứng làm tân ngữ trong câu ạ. Mệnh đề quan hệ whom thì đi sau danh từ chỉ người và đi trước một mệnh đề có chủ ngữ cộng động từ ạ. Nhóm em đã chuẩn bị một số ví dụ để cho mọi người hiểu rõ hơn, đó là the girl to whom you want to speak is Mr. Chu. Mọi người có thể tìm hiểu thêm để hiểu rõ hơn về nó. Tiếp theo là đến với mệnh đề would, dùng để thay thế cho tính từ sở hữu trong câu ạ. Mệnh đề quan hệ này thì đi sau một danh từ chỉ người và đứng trước một một mệnh đề, ví dụ như là that is the lady whose son I love. Tiếp theo là ta đến với mệnh đề that ạ. Thì mệnh đề này có rất nhiều cách sử dụng ạ, nhưng nhóm em đã chuẩn bị một số cách sử dụng tiêu biểu cho mệnh đề này ạ. Là mệnh đề này có thể dùng thay thế cho who, whom, which khi nó là mệnh đề không xác định ạ. Ví dụ như it was the first time that I hear of it ạ. Tiếp theo là đến với mệnh đề quan hệ which ạ. Mệnh đề quan hệ which thì được dùng để thay thế cho danh từ chỉ sự vật, sự việc ạ. Mệnh đề quan hệ which này thì có rất nhiều những công thức liên quan tới ạ. Nhưng nhóm em đã chuẩn bị 3 công thức tiêu biểu hay dùng cho làm bài tập ạ. Đó là mệnh đề quan hệ which đi sau một mệnh. Đó là công thức là SV phải which cộng V ạ. Tiếp theo đó là công thức vì chữ M thế. Người đi sau một danh từ chỉ vật ạ và đứng trước một một mệnh đề ạ. Và tiếp theo đó là
đi sau một danh từ chỉ thời gian, nơi chốn và đứng trước một mệnh đề. Nhóm em đã chuẩn bị một số ví dụ như là the day on which the light were viny và the reason for which he lied were my sister were. Tiếp theo thì chúng ta cùng tìm hiểu đến mệnh đề quan hệ where dùng để thay thế cho danh từ trạng từ chỉ nơi trốn trong câu ạ. Thì mệnh đề quan hệ where thì đứng sau một danh từ chỉ nơi trốn và đứng trước một mệnh đề. Ví dụ như là this is the place where we fit met. Tiếp đến là một mệnh đề when ạ. Mệnh đề when này thì được dùng để thay thế cho trạng từ chỉ thời gian trong câu ạ. Mệnh đề when này thì đứng sau một danh từ chỉ thời gian và đứng trước một mệnh đề. Ví dụ như the day when she lied were rainy. Thì cuối cùng là đến với mệnh đề quan hệ why ạ. Mệnh đề quan hệ why dùng để thay thế cho những lý do như reason, cause. Và mệnh đề why được dùng cho đi sau the reason và đứng trước một mệnh đề. Ví dụ như the reason why she lied were my sister. Và đó là phần trình bày của nhóm em đã chuẩn bị ạ. Và em xin cảm ơn các bạn và thầy giáo đã lắng nghe phần trình bày của nhóm em ạ. Xin cảm ơn. Chuẩn bị rất là chu đáo. Thuyết trình cũng khá là mạch lạc.